Ta-da! Nhớ chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Toán và Truyện. Và mình là Quái Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá hai tập truyện mới đến từ nhà Kumikola nha các bạn. Chúng ta sẽ có tuyển tập Kumikola Truyện Tranh tập 2 và Cánh Hoa Cho Giữa Hoàng Chiều tập 1 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Và hãy xem hết video để xem phần quà của mình là có những gì nha các bạn. Và nếu một video này một trong một tuần đạt 3.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn mỗi bạn một cuốn bất kỳ trong hai cuốn này mà các bạn được quyền tự chọn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn về từng tập truyện nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tuyển tập truyện tranh tập 2 của Komi nha các bạn. Đây là tuyển tập một số truyện tranh của tác giả Việt Nam nha các bạn. Các bạn nào mà muốn hộ tác giả Việt Nam thì mua về đọc ha. Trên đây có nhiều bộ truyện cũng khá là hay các bạn. Chúng ta sẽ được bìa bìa cặp thôi, không phải bìa rời nha các bạn. Đây một số tác phẩm tiêu biểu trong Komi tuyển tập tập 2 truyện tranh này nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có rất là nhiều chuyện nè, Đi Tìm Mặt Trời nè, Cánh Hoa Cho Giữa Hoàng Chiều, Dược Khỉ và Rero. Đây là bốn tập truyện khá là ổn và nổi tiếng trong cái phần này nha. Còn phần mục lục này nó có gồm tới 9 chuyện đó các bạn. Nó gồm có Nhóm Mắt Ô, Đi Tìm Mặt Trời, Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Chiều, Bổn Cô Nương Không Cưới, The 13, Rero, Dược Khỉ, Colorful Life, Ma Pháp Thiếu Niên, Am City. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng vào một số trang của tuyển tập truyện tranh của phần 2 nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe và comment một con số phía dưới nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.